Văn hóa uống trà, hay còn gọi là trà đạo, không còn quá xa lạ với thế giới, có nguồn gốc từ một số nước phương Đông. Hiện nay, trà đạo đã lan tỏa ra toàn thế giới như một môn nghệ thuật thực sự, một môn nghệ thuật mà ở đó người thưởng trà là một người nghệ sĩ tài hoa. Từ khi ra đời cho đến nay, để có một tách trà đúng điệu, người ta phải trải qua rất nhiều công đoạn vô cùng cầu kỳ và công phu. Từ tuyển chọn lá trà, tuyển chọn nguồn nước, sơ chế trà cho đến pha trà. Tất cả phải tuân theo một quy trình rất nghiêm ngặt mà vi phạm bất cứ lỗi nào sẽ không có được tách trà ngon. Sau này khi cuộc sống bận rộn hơn, người ta không còn có quá nhiều thời gian để có thể làm được những nghi thức như vậy nhưng vẫn muốn được uống những ly trà ngon. Nhận thấy được nhu cầu, nhiều hãng trà đã thiết kế ra những túi trà lọc để người dùng có thể có được những tách trà ngon mà không cần phải tốn nhiều thời gian. Để thú vui thưởng trà hàng ngày thêm thú vị, người ta đã biến hóa các túi trà theo nhiều hình thức khác nhau, trong đó có túi lọc trà cá vàng, sản phẩm của một công ty đến từ Đài Loan, đã chinh phục rất nhiều người yêu trà. Trà Villa, một công ty sản xuất trà của Đài Loan, đã tạo ra các túi trà lọc có hình dáng của những con cá vàng. Ban đầu khi chưa được thả vào nước nóng thì nó cũng không có gì gọi là quá đặc biệt. Thế nhưng khi nhúng vào nước, trà trong túi sẽ nở ra, giấy lọc bên ngoài trở nên mềm hơn, kết hợp với màu sắc của trà, túi trà bỗng biến thành một con cá vàng đang bơi trong nước, vô cùng uyển chuyển và mềm mại. Mỗi khi giật sợi dây gắn ở miệng con cá cũng chuyển động theo giống như một sinh vật thực, trông rất sinh động và tạo cảm giác thích thú cho người thưởng trà. Thưởng trà không phải chỉ đẹp là được, mà vị ngon của trà, yếu tố quyết định của nghệ thuật trà đạo cũng phải được chú trọng hàng đầu. Hiểu được điều này, Trà Villa cũng rất chiều lòng khách bằng cách đưa ra rất nhiều hương vị trà khác nhau, nổi tiếng và đặc trưng ở Đài Loan. Trong đó có 4 vị chính, gồm trà đen ruby, trà đen hoa hồng, trà Oriental Peony và trà oolong. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích, hãy like và share. Và đừng quên bấm đăng ký để theo dõi thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!